Tại hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tổ chức tại Khánh Hòa, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị điều động ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nghiêm Xuân Thành, sinh năm 1969, quê quán tỉnh Vĩnh Phúc, là tiến sĩ kinh tế, từng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietcombank, đảm nhiệm các chức vụ quan trọng như Phó Tổng Giám đốc Vietinbank, Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước và Tổng Giám đốc Vietcombank. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13.